Hồ sông rạch nhiều nơi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải và nước thải dồn về. Nước thải bẩn không những ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phát sinh các dịch bệnh mà còn hủy hoại nhiều loại thủy sinh, vi sinh do các chất này tiêu thụ oxy quá mức trong quá trình phân hủy, làm cho môi trường nước thiếu hoặc không có oxy. Bầu không khí mà mọi người chúng ta đang hít thở hàng ngày cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Công nghiệp hóa nhanh, đô thị hóa nhanh, giao thông vận tải phát triển làm tăng lượng khí thải độc hại, bụi axit, bụi trì có nơi có lúc gấp đến 7-8 lần tiêu chuẩn cho phép.